Diệp ơi, mày làm cái gì đây? Nghiên cứu kìa. Nghiên cứu gì? À, nghiên cứu gì mà sổ sách như này? Ôi, mồ hôi như gì? Thì đang xây nhà sao? Đây, nghiên cứu xây nhà làm gì nữa? Mày xây nhà à? Xây nhà có bố mẹ lo, mày lo cái gì? Hả? À. Nắng nhỉ? Rết rồi. Tao gọi bố đi. Hôm nay thì làm kỹ sư nhá. Tao gọi bố đi, đi. Định thiết kế nhà. Tao bảo mày gọi bố đi, nhanh lên. Nhưng mà làm gì? Tao phải gọi ra đây, cứ gọi đây, công việc, công việc. Nhưng mà nắng lối này, tầm trưa, tầm ấy này. Có gọi không? Không. Điệp, sao mày đánh này? Tao bảo bố là công việc, cứ nằm 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 ra. Điệp gì, tao đang ngủ trưa thì gọi cái gì? Không. Bố đang ngủ thì em gọi trưa, nắng lôi ra gọi. Vớ vả, vớ vẩn. Có việc gì mà phải gọi, quan trọng gì đâu mà gọi. Đây này bố ơi, sổ sách bút viết cầm như thật ấy. Thế mày làm gì tầm trưa nắng này mà đội nón rồi sổ sách thì bút bung lên này. Cô Điệp, cái gì? Điệp gì? Mình nhà mình xây nhà bố. Xây, tao xây nhà bình thường nhưng mà như nào nữa? Ý xây, quan trọng là xây như nào mà. Ý như nào là mày hỏi xây làm sao? Xây nhà mét vuông như này nọ ấy. À, tao chỉ làm khoảng 70-80 mét vuông thôi. Mà làm một cái nhà để ở bình thường thôi mà. Sao này hay nhỉ? Không biết được không hả hôm nay thì hôm nay làm gì? Nóng à? Ừ. Nóng này mưa bất cứ như là kỹ sư về xây dựng này. Cán bộ à? Đây là cọc này. Sao cọc bê tông, sao là cọc kia? Cọc này nó chắc chắn là cọc bê tông nữa. Thì ta làm nhà bình thường một tầng thì ta chỉ làm đóng cọc che thôi chứ. Một tầng làm cái gì? Xây nhà phải xây cái hòn này tí này là cọc bê tông cho chắc chắn như. Ừ, này tao nói mày biết cái nhà mày nghèo lắm. Nghèo cái gì mà nghèo? Một tầng để ở cũng đã khó khăn, chúng tôi làm được mấy tầng á. Thế mày gọi bố ra làm cái gì mà mày hỏi nhà mấy cửa thế mày? Thế đúng chứ. Tao làm việc gì quan trọng với tao nên làm nhà tôi ở chứ. Ừ, dở. Cái này mang quà cho bố cả. Đây bố. Nắng nắng kinh nhìn mệt quá mẹ này mất cả giấc ngủ chưa rồi ta. Bố ơi bố. À. Cái tre này chiều mới đổ ra đóng cọc à? Ừ, thì mua về để đóng cọc để sẵn đây này. Nhiều như là đóng hết. Sao không hết được, thì đóng từ trong đóng ra. Nghìn lỗ em ạ. Hơn 1.000. Nhà bây giờ nhà bố không có tiền, ít tiền, nhà mình nghèo, mình chỉ xây nhà cấp 4 thôi. Không chú em nhé. Chú ngồi nói chuyện, đi vào đây ngồi. Ờ. Ok. Rồi nghe. Mà mày lớn với ai? Lớn rồi. Bây giờ thì mày gọi bố ra đây, thế bố chỉ xây nhà mình nghèo, mình bố chỉ xây được thế thôi. Mày gọi bố ra có việc gì mày nói đi. Thì à, bố thì cái vụ mà nan đột biến ấy. Ừ. Thì chắc kiểu con thiếu hiểu biết, chắc là nhân ra thì nó kiểu hơi sai sai mấy, sự thật không có tiền ấy. Nghe nó ảo. Ảo đấy, thấy chưa? Thì đấy, cả nhà đã khuyên mày không? Tao còn bỏ nhà đi. Bố cả nhà mọi người cản cũng đúng. Thì quá đúng, thì bây giờ. Thì bây giờ thì con không kinh doanh cái ảo ảo ấy nữa. Ừ. Thì con có kinh doanh mới, kinh doanh nước như này. Ừ, kinh doanh á? Kinh doanh cái gì? Chứ người nó chẳng cứ xem chút mồm nào. Để nó giờ nó là người lớn rồi. Được, mày nói đi. Ừ, nói chuyện bố đang nghe này. Thay vì là em đang được biến này, ừ. Chồng chăm chút này nọ với này, ừ, cần rồi. Nhiều kinh nghiệm. Đúng. Con thì chưa đầy đủ kinh nghiệm gì cả. Ừ, công nhận. Thì hôm nay thì suốt bao ngày tìm hiểu, tìm tòi, suy nghĩ, tính toán. Ừ. Thì con mới nảy ra cái kinh doanh bố ạ. Thế mày vẽ ý tưởng ra để cho bố xem nào. Thì bây giờ hỏi bố nhá. Ừ. Bố có 500 triệu không? Bố làm gì có 500 triệu? Lại 500 triệu hả mày? Thế bố ơi. Đây mày cứ làm sao mày cứ đánh anh thế? Chồng người lớn mày đánh anh nó quen tay rồi sao mà? Tao lớn hơn mày đây. Lớn gì mà lớn? Kia cho em ngồi. Thế anh cũng ngồi đây là để anh tham khảo với mày chứ cho nó hợp lý chứ. Tham khảo cứ cho mày mồm mà. Được rồi, nguyên giờ tham khảo nhẹ nhẹ thôi. Chỏ vào người nó thế này, chấm chấm vào người nó thế này này. Nói đi. Ừ. Nói đi. Nó đỡ quen tay đánh. Đấy. Thì con thấy game hiện tại rất là nhiều loại game hot đúng không anh nhỉ? Nguyên. Vâng. Đấy. Thì con đang tính nhảy bố cho con tầm 500 triệu 1 tỷ. À, dạ. Để con xây cái gì? Gọi là xây gọi là kinh doanh quán nét ấy. Đấy. Ừ. Xây tầm 4 tầm tầng ấy. Tầng 1 thì để nhà trong xe thì bố cứ trong xe tháng là 1-2 triệu. Đấy, cũng còn tí rồi. Ừ. Thì quán nét thì con mua tầm 400 máy
mỗi tầng thì tầm trăm mấy, mỗi máy có tính sơ sương là 3-4 nghìn một tiếng ấy. Thì có tính sơ sương thì tháng thì được 3-4 tỷ, hay có thêm lời đúng không? Úi giời ơi, sao thằng này nó tính kiếm tiền dễ thế nhỉ? Giỏi nhỉ, chẳng có ai nghèo cả. Thế mà con cứ nói tiếp, trình bày tiếp, nó đang nghe đâu. Thế thế xong nhá, chưa nọ chưa hả, lên trên lên trên tầng thượng còn là tầng cao nhất đấy. Thôi thôi em ơi, thôi thôi. Thôi thì cứ để em nó trình bày hết đi. Mới được chỗ kinh doanh. Mày ok. Tao cái thằng này nó quen tay rồi, tao vụt vào tay mày đấy. Thế mà lý nhất nói. Ừ, được rồi, nói. Thế bố bảo nguyên chấm vào này này, thì để cho nó. Thì không ở trên tầng thượng thì mẹ đỡ đi nào. Mày nên mày mở quán nước như đấy. Nó chơi trong nước mệt lên uống nước, ăn mì tôm mì nọ đấy. Đấy nên được mấy trăm nghìn một chiếc. Đấy đúng không? Thôi bố à. Thôi bố rảnh rảnh bố ngồi bố nghe nó nhá, chứ con chịu. Cái thằng này nó cạo nhưng mà cứ để nó trình bày cho nó xong đi đã. Xong rồi thì bên cái khu bên nhà này này. Điếp ai? Chuyện hai à? Mày thích chuyện hai hả? Không cần lên đi. Chỉ cái nhà nghe giờ chỉ chỉ được. Từ kìa. Hai bố đứa nghe. Này đứng nè, bảo cái gì? Không đứng nghe mà. Ui giời. Đứng nhìn nó khó này. Cái chỗ này có dự định xây tầm 5-6 tầng. Ừ. Nó cao cao đi, nó đẹp. Mày cứ đứng nhìn. Còn bên này đập hết đi. Cái này làm cái gì? Cái bên đấy là của anh Nguyên. Đúng rồi. Làm việc của anh Nguyên. Ra đường ở đây rồi. Ừ. Bố chỉ làm cái đây thôi. Cứ xây năm tầng cái này. Hôm nay đập đi để xây như nhà vệ sinh này, khu trọ để mà nó chơi trong đêm ngủ cái này ngủ. Thế nói cho cùng là có nghĩa là mày bảo bố không làm nhà nữa là cho mày Mở quán cái gì? Đúng. Đấy, ừ. Mà xây cái này thì mà thôi bố à, bố nghe cái thằng Kiên trình bày làm cái gì? Đưa đi nói! Tao nói cho thằng Việt nghe nhá. Bây giờ tao cứ nghe mày trình bày như thế là bố nghe không hợp lý thế nào. Bố hợp lý quá, bố không hợp lý. Bố chỉ làm nhà bố ở thôi. Còn mà mày bảo mày xây những 5 tầng thì bố không mà có, bố chịu. Nghiện game trình bày à? Ừ. Mày tao kiếm mấy tỷ quá à? Nghiện game quá mày trình bày thôi. Chắc thế tao không nghe thằng thế đâu. Hết lan một biến rồi lại đến quán nét à? Bây giờ hết vụ nọ đến vụ kia. Thằng này nó xoay đủ trò đấy. Bố phải tin quán chứ. Không bao giờ tin. Bố cứ đưa một tí ấy, mình có tiền đâu ra. Có tiền đâu mà cho mày đến 500 cũng chẳng có gì. Bố không có tiền á. Ta làm gì có mà mày cứ làm cho tao ở nhà in tiền đâu mà nghe. Ta đang ăn lại bố ơi. Thằng này chú tội ăn lại với thầy. Tính em nó chẳng làm cái gì tiền. Thế bố bán đi con xây kia con chuột này sao? Có rồi. Bán xe. Bố thằng này này. Mày nói như là nói đùa ấy nhỉ. Thì bán đi, ô chục. Bây giờ thì nó lớn như thế rồi, giờ nó đang làm ăn thì bán với đâu mà bán chẳng ai ta mua. Bán ở Trung Quốc đây. Ừ, bản Trung Quốc người ta chẳng mua. Chứ là con chục phải sống được. Ai à? Ừ, bản mày nghĩ toàn cái trò ngớ ngang nó ngẩn. Thằng này là cái gì không? Bố ơi, thằng này nó làm sao vậy? Mày cũng bị sao rồi. Thế là thôi nhảy đi. Bố cắm sổ đỏ đi, bố vay con nàng tầm nào. Một tỷ năm tỷ thế. Không. Con xây xịn sò luôn. Tao giờ không có giờ mà bắt tao cắm người nhỏ ví dụ mày làm ăn không được mà vớ vẩn thì người ta bảo tao cắm nhà tao ra đường đó. Thì bố nghĩ xa quá, con làm chủ thành công. Không bao giờ đến đâu biết đấy chứ làm sao cái gì chả cái gì biết trước được. Con làm con biết trước rồi. Con không tính hết rồi. Mày tính theo kiểu của mày. Thôi thì mày kiếm được đâu mày kiếm chứ còn già nói chuyện như thật nhỉ. Ừ chứ còn mày mà bắt tao bảo bố cho mượn người đỏ mà cầm ngân hàng không có mới bảo bán thằng Nguyên đi thì không ai tao mua Nguyên đâu mà bố Nguyên làm cái gì thế bây giờ tính đấy khai thì bán thôi tính cái kiểu gì mày tính được thì mày kinh doanh được mày tính mày về mang tiền lên tao sẽ xây cho mày thêm một tầng nữa chứ còn không có tao chỉ làm nhà cấp 4 bình thường tao ở thôi. 14 tuổi đầu kinh doanh ừ. Kinh doanh thế mà con đấm trận giờ. Đây, cái này mình cứ đòi kinh doanh. Thì bây giờ con lớn rồi, có ý chí kinh doanh như kiếm tiền sớm. Sao mà mày lớn bằng cỡ nào? À, cũng chỉ bằng bố thôi. Chứ còn kinh doanh thì chưa kinh doanh được. Người thì cao bằng nhưng mà đầu óc kinh doanh chưa kinh doanh được. Thôi em ạ. Chưa kinh doanh được. Mày thì còn bán cả anh đi thì chịu. Mày cứ kiếm được ở đâu thì kiếm, mày đi ra vay bạn bè hoặc mày đi mượn đâu thì kệ mày chứ còn. Bảo bố bán anh Nguyên thì không ai mua rồi. Mua bố mà cầm cái đỏ cái nào thì không mà bố chắc cầm. Chắc không hề bán ngày. Chắc không hề bán ngày này nhiều nhỉ. Cứ để thử thế này. Tí tuổi đầu đã. Bố phải tin con xây cái nhà năm tầng, xây con nít năm tầng nhé. Bao tiền đấy bố. Mày cứ làm thử đi, mày bây giờ mày đi thuê chỗ nào mày ký giấy làm giấy tay này biên nhận ký là cho thuê thử một năm tôi làm nếu mà được thì mang tiền đây ta làm cho mà không có mà bé như mày nó nhìn nó ừ.
cười nhếch mép rồi đi. Ý kiến thì mày thằng cái mớ bẩn cũng đâu ấy. Anh Nguyên, anh tham gia cũng được, cũng đúng đấy. Chẳng gì anh cũng hơn mày bao nhiêu tuổi, anh cũng va chạm rồi. Chẳng có va chạm gì thằng này. Biết nò dò mày gần đến mày đánh anh nó quen rồi. Thằng này chỉ biết ở nhà ăn phải đai dai, ăn bám thôi. Ăn cái gì, thằng tích sự gì. Chỉ biết một cầm máy quay quay là được cái gì. Hả, ra cơm ăn hả? Ra miếng nào chưa? Ra rồi. Đừng nào đâu, mang đây cho nào. Hả, mang đây. Này, thằng này nó quen tay rồi. Trắng chẳng phải quen tay kìa, đấm cho nó khôn ra. Ừ, đi ra anh nghiên cứu. Đấy, nghiên cứu kỹ đi rồi tính. Anh em một quyết định rồi nhá. Không, tao... Dạ? Tao cho mày khảo sát lại, thì tao về chỗ này tao chỉ làm thế thôi. Đấy, khảo sát hết rồi. Ừ, đấy, sổ sách như... Ghiết rồi nhỉ. Trông như là kiến trúc sư vậy. Thôi, thì chỉ có đi học ấy thôi. Đi học đi xong rồi mang cái thi về trường ngành kiến trúc. Không thích. Đừng làm đâu, tôi biết. Anh bảo, thôi thì mày cố gắng học. Cố gắng học xong rồi vào đại học ấy, vào... Mày lại đế đế mà. Hay là vào ngành học quản trị kinh doanh. Vẫn anh thêm có đầu óc kinh doanh mà. Đấy, kinh doanh từ đấy á. Doanh nhân trẻ điệp lợn. Anh đang ủng hộ mày đấy. Đấy, đây. Nhưng mà bây giờ mày chưa làm được. Đấy, cái đấy là thực tế. Anh luôn khuyên nhá. Học, nếu mà học về cái gì nhá. Kiến trúc được thì học, mà học về kinh doanh quản trị được thì học. Đấy, anh khuyên thế là đúng hướng đấy. Chẳng đúng nhỉ? Bây giờ mày cứ nghĩ thực tế trước mắt là không, là mày chỉ suy dãi là giỏi chứ quên quên. Mà cứ đi hỏi tất cả mọi người, mày ra mà hỏi thầy giáo, nói anh em khuyên thế có đúng không? Thôi. Nói thì anh khuyên thế là hợp lý, thì mày không nghĩ ra mà cứ nghĩ trước mày mắt thì suy dãi là giỏi thì chẳng mày thì bảo anh suy dãi, chẳng có anh em là suy dãi thế cả. Không hợp tí thằng. Mà uy tín không? Không uy tín thằng. Mặt mày thì mang cho mấy ông ra ngoài đường ấy. Ra người ta kiếm tiền đấy mà. Thế tao hỏi mày nha, mày lớn bằng như này rồi, mày đã kiếm được tiền mang về nhà chưa? Mà mày cứ đòi mang tiền nhà đi mà kinh doanh này chưa? Mà trong khi đó nhà thì nghèo không có gì cả. Nghèo vào mày còn ai nữa? Này, nghèo vào mày đấy, mày nhìn người mày chưa? Ăn nắm hết cả tiền nhà rồi còn nghèo cho mày. Không thèm nói. Đấy là bố còn không thèm nói thôi bố. Hai bố còn mình mặc kệ nó để nó khảo sát chán. Cái tay nhanh nó quen tay. Đây khảo sát đi. Rồi anh ơi không tham gia mà cũng nghe đâu mà tao bảo anh vào. Tao biết.